Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Ở video này hôm nay em sẽ cập nhật thêm một vài cái món thuốc trị nấm bệnh đốm lá, khô lá trên cây hồi nhé. Thì ở đây em có cái loại chai Fujimater này, có thể kết hợp cùng với cái gói vô nấm bệnh, hoặc cái gói vô nấm bệnh này có thể kết hợp cùng với một trong số các loại chai này để sử dụng nhé. Thì cứ một cặp chai gói là các anh chị có thể pha được khoảng tầm 400 lít nước để mình phun xịt lên. Thì cái thuốc này thì nó vừa có tác dụng với cả cái bệnh nấm bệnh như là bị khô lá, bị đốm lá, và nó có thêm tác dụng như là nó phòng ngừa những cái hiện tượng là bị thối cuống hoa, cuống quả trên cây hồi luôn nhé. Và ngoài ra em còn có thêm cả những loại gói khác nữa sử dụng để kết hợp cùng với một trong số những loại chai này nhé. Cô chú anh chị em có thể là liên lạc với em qua hai số điện thoại ở trên màn hình. Cái dòng số bên trên của em là có Zalo. Thì tùy theo từng những cái trường hợp, những cái mức độ nấm bệnh khác nhau, em sẽ có những cái loại chai gói khác nhau để kết hợp cùng với nhau cho các anh chị sử dụng nhé. Và cô chú anh chị em nhớ dùm em là những cái loại thuốc này ấy, mình có thể sử dụng khi cây đang nuôi hoa và nuôi quả đều được nhé. Những dòng thuốc này nó mát, thế nên là nó không có gây ảnh hưởng gì đến hoa quả non. Ở đây em có những cái loại thuốc là gói cộng với chai, hoặc là những loại chai này cộng với những cái gói. Từng cặp chai gói khác nhau thì nó sẽ có những cái giá khác nhau cô chú anh chị em nhé. Và có nhiều cặp chai gói có nhiều cái giá khác nhau để cô chú anh chị em có thể tiện lựa chọn. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Và nếu như cô chú anh chị em nhà mình có nhu cầu sử dụng cái những cái loại thuốc mà phòng trị những cái nấm bệnh trên lá hồi, đốm lá, khô lá, hoặc là những cái nấm bệnh mà gây ra thối trái, thối cuống hoa, cuống trái ấy, thì cũng có thể là liên lạc với em qua hai số điện thoại trên màn hình. Cái dòng số bên trên của em là có Zalo. Và cô chú anh chị em nhớ đăng ký kênh em để tiếp tục theo dõi những video mới về nhiều loại cây trồng khác nữa nhé.